cho các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay các bạn mình sẽ chia sẻ cách chế vòi nước cho máy mài máy cắt cầm tay nha các bạn. Khi mình cắt gạch cầm tay nước là bụi ha, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chế cái bình nước cho nó ha. Nó sẽ nằm trực tiếp ở trên cái máy mài luôn ha. Rồi xin mời các bạn cùng theo dõi mình nha. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra và gắn lên cái máy mài máy cắt cầm tay ha. Thì mình sẽ cắt thử miếng gạch nha các bạn.
Rồi, nếu các bạn cảm thấy video chế vòi nước cho máy cắt cầm tay, máy cắt gạch cầm tay, thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.